Dạ, một câu hỏi tiếp theo. Phật tử Nhí Sơn Tùng có câu hỏi đến thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ. Câu hỏi này là chính Phật tử Sơn Tùng viết ra và muốn hỏi thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Đại chúng cho một tràng vỗ tay ạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa đại chúng, con là tên là Sơn Tùng, con có một câu hỏi, kính xin thầy Tịnh Hải từ bi chỉ dạy cho con ạ. Thầy nói là ý niệm vãng sinh, nhưng khi con niệm Phật hay bị vọng, con hay nghĩ về lo lắng, nghĩ xấu các bạn khác, bực tức một chuyện nào đó, con cũng hay giận vô cớ, không kìm chế được ạ. Mong thầy Diệu Âm Tịnh Hải từ bi giảng nói cho con, vì con là phàm phu ngu dốt, để lúc lâm chung con có phước phần được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi con đứng lên đi con. Con về chỗ đi nha. Con giỏi quá rồi. À, gì đà Phật. Em bé một chút thế này mà còn có cái chuyện lo xa chưa vị thấy không? Em bé cũng muốn quyết lòng niệm Phật mà có lúc nhiều khi giận quá, niệm không nổi. Xin thưa thật với chư vị, chúng ta cũng giống giống vậy chứ, chứ có hơn gì em bé đâu, phải không chư vị? Cái khổ nỗi là người phàm phu chúng ta là vậy đấy. Cái tập khí nó ăn sâu vào trong tâm của mình rồi. Khi gặp dịp thì nó ứng hiện ra liền. May là em bé còn nhỏ mà còn có cái tâm ngừa này hay lắm. Em bé ơi, khi mà dọn như vậy cố gắng kìm lại. Rồi lo niệm Phật đi. Hy vọng rằng là những lần sau khi con giận, con đừng có nói gì cả, con cứ răng niệm Phật đi. Và cha mẹ con thấy con giận như vậy á, cười với em đi. Thì từ từ những cái việc làm này nó làm cho em bé bớt giận lại. Phàm phu chúng ta đi theo con đường đó chưa vậy? Nếu một người thường giận thế này thì bắt một ngày người ta bỏ liền cái giận, sợ rằng là không đủ cái năng lực để mà kìm cái tập khí này. Nhưng mà có thể chúng ta tập bỏ lòng đi. Thì chư tổ thường hay nói là không sợ niệm khởi. Chỉ sợ dắt chậm lại như vậy. Một lần mà ý niệm gì sai lầm ứng hiện ra. Xin thưa với chư vị đừng nên trách mình tại sao như vậy. Mà hãy nghĩ rằng là mình là phàm phu, còn nhiều thứ khác nó ứng hiện ra bất ngờ lắm. Mà nếu mình không tìm cách mà ngăn ngừa thì nó thành ra là một cái sự huân tu, làm cho khi mà cái tập khi này nó mạnh quá, đến một lúc mà mình không kiềm chế được nữa, không đủ khả năng kiềm chế được nữa, có nghĩa là lúc mà bệnh nặng đấy, lúc sắp sửa lâm chung đấy, mình không chủ động được. Và tất cả những cái tập khi này tự động ứng hiện ra, gọi là ứng hiện trong vô thức. Có nghĩa là lúc đó mình hoàn toàn bị thua cái tập khí của mình. Hoàn toàn cái nghiệp chướng mình đã làm chủ hết. Và chính vì thế mà hàng phàm phu chúng ta xin thưa thực chư vị, muốn mà thực hiện được cái câu mà A-di-đà Phật cho nhất tâm để vãng sanh về Tây Phương là không phải dễ. Không phải dễ. Như vậy bây giờ cách tu chúng ta là khi mà có tập khí như vậy, mình biết như vậy rồi, không trách nữa mà nói ráng cố niệm A-di-đà Phật lên. Như tổ dạy là khi mà giận hờn đừng có la hét lên,
Và nhất là mình dẫn là nó có cái đối tượng dẫn. Hàng phàm phu chúng ta mà gặp những cái đối tượng dẫn đó mà lúc đó mà còn đổ dầu thêm lửa nữa thì xin thưa thực với chư vị, cái phàm phu nó nối lên một cái trọn vẹn không mấy được đâu, không kịp được đâu. Cho nên chúng ta còn cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái sự giúp đỡ lẫn nhau nó hình như nó giống giống như cái pháp hộ niệm chư vị. Một người đang tức giận mà chúng ta la hét, chúng ta trừng mắt ta nhìn họ, chẳng khác gì là một cái hành động đom lửa nó mới chút xíu thôi, mà ta lại vội vã đổ dầu thêm đom lửa nữa, thì tự nhiên nó phật lên một cách vô cùng là không kiểm soát được, gọi là vô ý thức, gọi là cái niệm, cái nghiệp nó ứng hiện ra trong vô thức là như vậy. Chính vì thế mà mong cho vị phải nhớ rằng là ta cố gắng gìn giữ chư tổ gọi là bất phạ niệm khởi, đáng phạ giác trị, là chúng ta hãy mau mau niệm Phật liền đi. Và nghĩ rằng là cái môi trường mà giận hờn này mà chúng ta cứ tập mãi thì sau cùng cái cơn giận nó sẽ nổi lên trong lúc chúng ta lâm chung. Mà trong kinh Phật nói là khi mà một cơn sân giận nổi lên rồi chúng ta tắt hơi, thì chỉ cần một cái duyên này thôi mà nó kéo ta xuống tới địa ngục luôn á chứ vậy, không phải đơn giản đâu. Thì đầu tiên là xin nhắc với cháu là nếu mà mẹ cháu làm cháu giận thì xin người mẹ của mình đừng chọc cháu giận nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Đã kính bạch thầy là có cháu nói là bạn bè làm cháu giận chứ không phải mẹ. Cái gì? Bạn bè học cùng lớp ấy làm biết, cháu giận rồi, chứ không rồi. Phải là mẹ. Biết rồi. Như vậy thì gặp cái môi trường như vậy thì bạn bè cũng giống như cha mẹ. Cố gắng chư vị ơi, một là nếu bạn bè đã biết tu thì nên đừng chọc người bạn của mình chân nữa. Và nếu mà bạn bè mình không biết tu thì tốt nhất là xa lìa bạn bè mình ra, tìm cách xa đi, lánh đi, đừng gặp, đừng đối diện cái môi trường mà làm cho mình giận dữ nữa. Đây là một cái cách tu gọi là từ từ chúng ta mới bỏ đi. Cho nên người trong gia đình cố gắng giúp cho nhau đừng giận, bạn bè đừng giúp cho nhau đừng giận. Nhưng mà xin thưa thực với chư vị, trên thế gian này tìm đâu có những người ý thức được chỗ này. Vì thế cho nên chúng ta phải cần hộ niệm là như vậy. Khi mà mình nằm xuống rồi, nếu mà không hộ niệm, xin thưa là người bạn đó không có thể, ít khi mà tới thăm một người mà mình hồi giờ ưa chọc giận tức là ghét mà giúp đỡ đâu. Nhưng mà oán thân trái chủ họ biết, họ muốn trị mình, họ giá ra những người bạn, họ giá ra những người mà ưa làm cho mình giận đó, họ còn có thể xí vả trong đó mà chỉ cái người đó biết thôi. Xin thưa với chư vị, chính vì những điều này mà cái người hộ niệm rất cần chư vị ơi. Phàm phu chúng ta nên nhớ cho, nên chớ cho. Trong kinh A Di Đà nói từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Xin hỏi ở đây chư vị các người nào mà niệm bảy ngày nhất tâm bất loạn được không? Không có đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói nhất tâm bất loạn đây là ngài Cưu Ma La tập dịch ý. Chứ còn truy nguyên ra thì gọi là nhất tâm hệ niệm là cái câu trực dịch của ngài đại sư Huyền Trang ngài dịch trực dịch là nhất tâm hệ niệm, tức là niệm Phật liên tục trong khoảng thời gian đó. Mình cố gắng niệm Phật liên tục thì niệm Phật liên tục như vậy thì nó rất hợp với cái lời kinh trong Vô Lượng Thọ là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chứ trong kinh Vô Lượng Thọ không phải là nó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì về thượng phẩm, nhất hướng chuyên niệm ít gì mình cũng đi về hạ phẩm. Thì hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm chúng ta đi về đó là tay trong tay với Đại Bồ Tát rồi. Chứ vị thấy không này? Chính vì thế cái hàng phẩm phu chúng ta luôn luôn đối diện với những cái môi trường nghịch, nó làm cản trở con đường siêu thoát của chính chúng ta. Và nhất là lúc mà chúng ta sắp sửa xả bỏ bao tâm bệnh yếu nổi lên rồi, tâm chúng ta mê càng mê, cái lực chúng ta yếu càng yếu, mà những cái thế lực không hiểm nó lại càng mạnh hơn nữa. Chính vì thế rất cần ban hộ niệm đến.
Ví dụ như cái người này thường bị chập giận gì đó mà thấy à có thể là do oán thân trái chủ trá hình làm cái gì đó, tự nhiên mình thấy mình cầm tay an ủi họ. Xin thưa với chư vị, như vậy rõ ràng là hộ niệm là tới hướng dẫn, an ủi, nhắc nhở, giúp cho cái người đó đừng có chuyên theo những cái cảnh giới nghịch, đừng có đi theo những cái cảnh giới loạn, mà cố gắng thành tâm niệm Phật đi để trở về Tây Phương Cực Lạc. Rất cần cho những người chúng ta, nếu mà không có hộ niệm thì chúng ta cứ dương theo những cảnh giới mà hãi hùng, sợ sệt, rồi nó làm cái tâm nó bấn loạn đó. Cho nên thành ra chúng ta không có thể nào gọi là nhất tâm niệm Phật lúc đó, mà niệm một câu A Di Đà Phật, chúng ta niệm giận tới 30-40 câu, niệm buồn tới 50-60 câu, và niệm tức gì đó 30-40 câu. Thành ra cái xác suất mà để cho người phàm phu chúng ta vãng sanh rất khó. Mong cho vị cố gắng thấy vậy mới hiểu rằng là pháp hộ niệm thực sự có giá trị rất cao đối với hàng phàm phu chúng ta. Đã nhanh cho vị A-di-đà-phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức thầy Tịnh Hải, và cũng cảm ơn cháu Sơn Tùng. Giờ tiếp theo chúng con...